Rồi hello các bạn anh chị đã quay trở lại kênh YouTube Ngô Nguyễn nha. Hôm rồi thì mình có cập nhật giá xe bên xe máy Vạn Phúc á, thì có nói rất là nhiều về những cái dòng mạch nhỏ. Còn bây giờ thì chắc là sẽ quay những cái dòng đó cho anh em á. Đầu tiên thì em chào anh chủ trước nha. Rồi anh chào mọi người cái đi anh. Hôm nay thì anh em mình sẽ vào bên trong nhà của Vạn Phúc luôn để cập nhật những cái giá xe, đặc biệt là cái dòng F210 đúng không anh? Dạ. Hiện ở đây mình có mấy cái dòng F nào anh nói cho khách mình biết trước cái đi ha. 210 Smart với F-Thái á. Dạ. F-210 Smart F-Thái ha, là có luôn. Ngoài ra là những cái dòng xe phổ thông khác thì cửa hàng cũng có nè anh chị. Như là Winner, Exceter này kia là có đầy đủ nữa ha. Rồi cả Future X hay là những cái dòng SH nữa. SH đây là những cái mẫu đời cao, đời mới nè. Còn ở đây mình có hàng ba cục là xe nhà hay là bán được anh? Bán luôn. Bán luôn phải không? Cái này ba cục là biển số 70F1 nè, đâu để mình coi 125, 150 đây. 150 KF nha anh em. 150. Tình trạng máy con này nó riêng không anh? Riêng em. Đầu cổ bít hết. Dạ. Yeah. Anh để giá sao cho khách mình anh? 145 triệu. 145 triệu này anh có bao gì cho khách không? Bao riêng. Bao riêng thôi ha. Còn đúng hồ sơ này kia là khách phải thêm chi phí phải không? Rồi cái 45 có thể thương lượng. Dạ, yeah, vẫn có thể thương lượng được. Ví dụ như cái biển Tây Ninh mình dài rút hồ sơ cao tiền không anh? Không, biển không tới mấy trăm ngàn á, giấy ở đây rút. Vậy thì đối với cái tầm xe cao tiền như thế này rồi anh em nhiệt tình đi, mấy trăm ngàn nhầm nhò vậy anh lo cho mình được mà. Thấy không? Bao rút luôn cũng được. Bao rút luôn cũng được á. Có mấy trăm ngàn anh em yên tâm ha. Mình vào bên trong. Thì chủ yếu hôm nay là mình sẽ quay những cái dòng ẹt nhỏ sự bắt. Nhưng mà mình có mấy xe này thì mình sẽ cho anh em tham khảo trước. Hay là anh muốn quay mấy dòng ẹt đó trước? Mình quay luôn cái này vô hay là muốn quay vô mày trước? Quay này vô đi. Rồi ok anh. Ở đây con đầu tiên là con của gì đây anh? Màu trắng nè. Màu trắng 209. 209. Đây anh ra sao hay ha. Quay cho thấy anh luôn cho khách hàng yên tâm. Con này là 209. Màu trắng. Riêng hết em, đầu cổ bít hết áo luôn á. Dạ, anh nổ máy giùm em cho các bạn anh chị nghe đấy ha. Là đầu nồi là mình còn riêng hết luôn. Riêng hết bao. Hết xăng nè. Dạ, chắc hết xăng à. Nãy em có mới nổ thử nghe anh em thì nó lên bình thường. Chắc là giờ hết xăng. Con này 210 một càng. Máy móc là anh bao là bít hết luôn. Bao hết hết lóc. Giờ thì anh để giá sao cho khách anh? 45 triệu em. Dạ, 45 triệu nha anh chị. 45 triệu ha. Đây. Đẹp đẽ nha. Coi thương lượng được luôn phải không anh? Rồi rồi. Dạ. Em thấy có hai chiếc SH nè, mình quay qua luôn đi ha. Quay qua luôn đi. Con màu trắng này nó là 2020. 125 ha anh? 150. 150 luôn. Để ABS luôn. Wow. Bạn đắt tiền nhất luôn các bạn. Chạy mất có 2000 cây à. Mấy con này xe siêu lướt rồi. Không có gì bằng cả rồi. Phá kiếm đầu mod đầy đủ luôn. Ngay yeah. Chủ. Auto của nó là để chạy được đây chờ tí nha anh em. Auto chạy được 2577 cây số nha anh em ha. 2577 cây, xe mới cáo. Giờ nó mới vậy anh để nhiêu cho khách anh? 103 á. Dạ 103. Ừ. Cũng đỡ xe mới khá khá đó nha. Mà xe, trong khi có 2000 mấy. Xe mới 120 hay nhiêu. Dạ, cỡ tầm 110 mấy gần 120 mà chưa có giấy tờ đâu nha. Giấy tờ mà tầm cao tiền này thì mình làm nó cũng tốn thêm mới nữa. Rồi còn có màu đỏ anh. Giá cũng cỡ đó luôn. Tầm đó luôn anh em, nó cũng 150 ABS luôn. ABS luôn. Dạ, đó, anh em thích. Anh em thích thì liên hệ bà Chảnh nha anh chị ha. Còn ở đây mình có một cái chiếc Winner nè, mấy con này mình sẽ quay biển số cho anh em tham khảo cho nó dễ. Winner đời nào anh? 28. 28. Biển số có dầu Tây Ninh luôn anh chị. Máy móc pin luôn phải không anh? Máy móc pin thế, đầu cổ bít hết. Anh để giá nhiêu cho khách? Nó 30. 30. 30 nha anh chị. Còn đây xì rút anh. Xì rút cỡ 11 mấy. Dạ. Yeah. 13 mấy. Như con 70F1 17082 này là mười mấy? Nó bán 11 năm. Con này 11 năm nha anh chị. Đời 22 luôn. Câm đĩa. Ừ. Còn kế bên là con mâm đĩa nè anh. Ừ. Con mâm đĩa này hiện bao nhiêu? Nó bán 13 năm. Con này 13 năm anh chị. Biển số là của F1 và dầu luôn nha. 04459 nè. Chi tiết xe là anh em mình cứ theo dõi ha. Rồi. Ở đây là có một chiếc Winner nữa nè, 70F1 49977 nè. Có 28 triệu. 28. Con này có sơn nhờ áo 3D nha anh em.
Ủa cái này dán tem trùm hả anh? Có dán tem. À, tem trùm anh chị ơi. Em xe nhìn đó từ... trong màu đen cam á. Dạ. Nó dán màu. Nhìn từ xa mình không thấy cái dấu gợn ha, có dấu gợn tem trùm kìa. Rồi 28 triệu. Còn đây là Exeter 70K1 Tân Châu luôn, sơn bánh bạc. Đời mấy bây anh? 27. Anh để giá sao? 28 triệu. 28 triệu luôn. Còn đây con màu trắng anh? Đó cũng cỡ 28 triệu. 28 triệu luôn anh chị. 70B1 luôn này ha, thành phố Tây Ninh. Rồi, con Winner X luôn đi anh. Con này là phiên bản thắng thường, chưa có ABS nha. Dương Minh Châu Tây Ninh nha anh chị, màu đỏ nè. Có 29 triệu. Dạ, con này 29. Ngoài ra cửa hàng có mấy chiếc như là ABS mà 30 triệu thôi. Ừ. Đó là cửa hàng ngoài á, mình có quay clip rồi á anh em. Mấy con đó mình ưng lắm. Đây có một chiếc copy xe nhập nha. Copy này nhập đúng không anh? Ừ. Nhập Indo. Giá sao vậy anh? Xe nó 46 triệu. Copy 46 70C1 Bến Cầu Tây Ninh. 46. 2022 á. Dạ. Như chạy mấy trăm hơn ngàn mấy gì á. Em mở cái audio cho anh em coi cho nó luôn nè. Ờ, 1.200 đó anh. 1.288 nha anh em. Còn số 8 cuối là 800m nha. Có dấu chấm này để mọi người xem không kỹ. Nó 12 ngàn mấy nữa. Có 1.200 thôi. Đời 2022 luôn á. Dạ. Rồi. Còn con Future màu xanh nhám đặc biệt này đẹp quá luôn. Mấy trăm cây vậy xe này. Đẹp lắm nha anh em. Cái này coi là ghiền chảy nước miếng luôn á. Ốc tán nè. Nó chỉ có bụi xịn tí thôi chứ ốc tán là không có chê được. Và đầu cổ của nó nè. Con này giờ giá để nhiêu khách anh? 32 triệu. 32 triệu. Anh đọc giúp em cái biển số cái nha. 70C1 38751 Bến Cầu Tây Ninh. 755,5 cây. Đó giờ đang chuẩn bị nhả lên 56 đó. Anh em mà nói máy móc này nó không im, anh em mà chê nó là thôi rồi. Xe mới mà còn chê nó bỏ tay rồi đó. Dùm ru 32 đúng không anh? 32 triệu. À, mình trở lại bên trong đây, mình thấy có chiếc Vario. Con này là 125 anh em, biển số là 70G1 Hòa Thành Tây Ninh nè. 83293 nè anh chị. Con này 125 đang nhám nè, giờ anh lấy nhiêu? Xanh nhám nè. 43 triệu nè. 43, còn kế bên anh xanh nhám nè. Cỡ 46 triệu. Con này 46. À cái này 150 ha, đúng rồi. Con L1 này 655-70 là 150, 46 triệu. Chẳng bàn Tây Ninh. Còn con Vision trong đây khóa mắt cây nè anh. Có 28 triệu à. Dạ, con này đang nhám anh chị, 28 nha. 71. Còn đây là thắt nữ nha. Vòi dầu luôn. Giá nhiêu anh? 48 triệu anh. 48 luôn anh chị. Còn mà con FZ anh? FZ là 40. Dạ, FZ là 40. Ok nha anh em. Em quay kỹ con Fuel X cho anh em coi nha. Em cũng ghiền Fuel X lắm nè. Con Fuel X này đời nào đây anh? 20. Chi tiết xe anh em mình tham khảo ha. 70F1 93539. Đây. Con này về tình trạng máy móc sức khỏe là sao rồi anh? Điên hết em. Điên hết luôn. Dạ. Máy móc em ru nha anh em. 45 triệu. Dạ, giá là 45. Mấy cái xe này mình vẫn có thể hỗ trợ trả góp được đúng không anh? Ờ, không, có hỗ trợ trả góp hết nha anh chị. Góp à. Dạ. Nói chung là mấy xe này anh em chỉ cần đừng có nợ xấu nè. Đưa trước vài triệu thôi là lấy xe về thôi. Còn đây là con Satria 70F1 84756. Con này thì như thế nào đây anh? Đó 2020 45 triệu. 2020 45 triệu đồng nha anh em. Máy móc là rin luôn phải không anh? Rin hết rồi. Dạ máy móc là rin luôn. Còn bên trong là một chiếc Sonet nha anh chị. Sonet con này biển số là 70F1 67478. 44 triệu rồi. Dạ con này 44. Dưới đây là mình có Winner B1 nè. Này 29 ha anh? 29. Dạ 29. Nhám vàng đồng, có vô cái đèn trở sáng cho anh em nè. Cũng là F1 luôn. 32 triệu. Biển số vào dầu luôn. Nhờ anh nổi giúp em cái con xe này cho khách mình nghe với nha. 65356 nha anh chị.
Tìm ru nha. 32. 32. Dạ, yeah, 32 triệu. Ở đâu chạy có 12.000 cây nha. Rồi, 32 triệu. Còn kế bên là chiếc Vision nè. Rồi, con Vision này đời nào đây anh ha? Này 2018. 2018. Tài chìa khóa 26 năm. 26 triệu 500. 48257 nha anh chị. Tóc tán đẹp lắm. Này anh em coi như màu mà sạch sẽ đẹp ha. Xe ngoài trực tiếp đẹp hơn anh em. Trong camera nó do ánh đèn nó chói tí. Còn bên đây anh, con Sirius này. Có 14 năm á. 14 triệu 500. Xe đời 2015. 70L1 41791 nha anh em. Rồi, ok nha. Rồi, giờ mình qua đây. Có một cái chiếc đây mình quay mấy con Satria đi, mình tái gạch nhỏ luôn. Liberty tí em quay cho anh chị coi. Đầu tiên là chiếc Sirius anh chị, bánh mâm thắng đĩa RC luôn. Con này để em coi, chắc em đoán cũng bị sốt vào dầu nữa rồi nè. Ồ không, cái này là của Châu Thành. 70D1 15120. Mâm đĩa này anh để giá nhiêu anh? Giá 13 triệu em. Dạ, 13 triệu đồng nha anh chị. 13 triệu. Còn con Rider bên trong anh? Rider có bằng cỡ 38 triệu ấy. Dạ, con này là đời mấy anh ha? 20. Dạ, 2020, 38 triệu. Bị số qua dầu, 70F1, 86958. Đó cũng Rider. Con này có lên cái đuôi đèn của Satria nha anh em. Tích hợp đèn vô trong rồi nhìn nó gọn, chứ Rider nó sẽ lòi ra đèn xi nhan giống như bên đây nè. Này bên đây là nguyên zin nè, bên đây của gò dầu luôn. Con này thì anh để nhiêu anh ha? 38 triệu. Bằng giá luôn. Ừ, bằng giá. Anh em thích con nào lên test dự ý con nào mình lấy con đó. Rồi, bây giờ mình qua mấy con cọp đi, mấy con sau tí mình quay tiếp. Đây, con này sao anh cho mọi người biết đi. Cái đã quá đã. Xe ốp tán gì riêng máy riêng chưa đứt đầu gì hết. Đây. Anh em xem thực tế giúp mình nha, do bên trong camera nó bị chối đèn á, màu nó hơi bị là lạ tí. Bên ngoài xem bao phê luôn. Cái dàn ốc tán máy nha. Đây. Đây, quay cái lốc máy anh em coi cái cổ bùa rồi nè. Con xe này em thấy đồng hồ để có 8 ngàn mấy cây hả anh? Ờ, đồng hồ 8 ngàn mấy. Trời ơi, cách nước của nó nè anh em. Đỡ không? Không, nó chịu quạt nhẹ chứ nó không có bị mớp gì đâu nha. Nó bị mấy cái lá của nó đó, chạy nhiều quá nó gió nó nổi nó cũng phóc qua bên em thấy không? Cổ bô sạch sẽ đẹp luôn. 8 ngàn mấy cây số mà. Đúng rồi, S10 luôn phải không anh? Đúng rồi. Một S94 đúng không? Ờ, rồi. Anh mở giùm em cái cốp luôn cho khách mình coi luôn. Em quay cái số khung 1S94 nha anh em. Trời ơi nó đẹp. Nè em quay vào mày rồi em quay cái số khung nha. Dạ dạ rồi rồi. Đây. Đẹp quá trời ha. Bình xăng nè anh em. Đây 1S94. Anh em thấy không? 1S94. Đúng đáp đúng đời 2010 luôn. Ok nha. Con nào nãy anh nói là cặp vỏ còn nguyên đâu? Con này luôn đúng không? Giờ em thích quay cái vỏ sau anh em coi nè. Rồi, được rồi đó. Em quay cái lát vỏ cho anh em mình coi nè. Đây, 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 đây. Có mình em quay lên nó hơi khó, mọi người thông cảm nha. Đây, mọi người thấy không? Tầng 19 của năm 2010 nè ha. Còn nguyên đáp luôn. Dí bọng rồi của nó nè. Xuất sắc không? Nó cọp quá như vậy, giờ anh để giá sao đây anh? 75 triệu em. 75 triệu nha anh chị. Đầu máy giùm em cái luôn. Đó, anh em nào đúng mà đam mê xe thì cứ lựa chọn mấy con như thế này nè. Muốn chê chê cũng không được. Chắc chắn luôn, ngạt lên là im ru luôn, không răng dần áo không gì luôn. Bảy mấy triệu mà sao rằng được anh em. 8.891 cây số. Dặn phát nào ăn phát đó, im rít luôn, không có rè dần áo không gì cả. Quá đã luôn. Bô này mọi người nghe nè. Màu càng anh em nha, màu càng là 1S94 nha. Còn nó hai càng nó sẽ là 5B71 đúng rồi 2010. Rồi một con, còn con bên trong là Spark ha. Spark này sao anh giới thiệu cho khách mình biết quá.
Cái đời 2016 ấy. Dạ. Cái con ẹt màu đỏ này là em quên nói là cái vỏ trước là còn đát luôn nha các bạn. Nhưng mà mình muốn quay vỏ sau chứ mình không quay vỏ trước. Chắc chắn các bạn là vỏ trước còn đát luôn ha. Hỏi chắc chắn nó ngậm đây luôn nè. Từ 19 hay là 10 đúng luôn nè. Đây, đó, cho anh em coi nè. Chứ từ 19 hay là 10 luôn nè anh em thấy không? Nó rõ luôn, nằm ngay góc luôn. Còn con sư bắc là 26. 26 sư bắc thì nó được hơn cái dòng mẹ Việt Nam mình, nó là FI anh em ha. Sư bắc là FI. Đó. Xe quá đã luôn nè. Đây, quay trong đây. Không mình là nó hơi rung anh em. Con xe này theo đồng hồ mình thấy là hai mấy ngàn cây rồi phải không anh? Ừ, hai mấy ngàn. Dạ. Đã chưa? Rồi máy luôn giúp em cái nha. 26 ngàn nè. Im rít luôn. Quá đã nha. Rồi, con xe bắt này anh để giá nhiêu cho khách đây? 125 triệu em. 125 triệu nha anh em. Mấy con này coi là ghiền luôn. Vỏ có thay rồi hết. Dạ. Vỏ có sai rồi phải không anh? Có sao thì nói vậy, cứ hai mấy ngàn cây mà vỏ còn chắc giờ na ná đầu của mấy ông thầy á. 41948. Vậy anh em xe dạ. Này ta mua từ nào giờ ở đây luôn á, giấy dân chủ ở đây luôn phải không? À dạ là khách số. Là chủ là ở đây là chủ Gò Dầu luôn, chủ Gò Dầu luôn dạ. Từ nào dụng số ở đây luôn. Một đời chủ luôn á. Dạ là mua đời 26 thì đúng rồi, bốn mấy đầu 26 dạ. Dạ đúng rồi, tại vì đời 26 thì bị số 5 số là đúng nha các bạn nha. Để nhiều khi mọi người có thể nói là xe này đời nó phải bị 4 số, không phải nha, tại vì đời tới 26 luôn rồi. Bắt đầu qua 2010 11 là bị biển số nó 5 số rồi. Rồi 125 triệu nha anh chị. Rồi mình còn mấy chiếc Sonic với ở sau còn chiếc Sibac kìa. Mình quay nó luôn cái đi anh. Quay đi rồi mấy con này mình quay sau. Con xe này cập kiến còn luôn hết ta? Hay là có thay không? Không, cái kia kia nó luôn, kia luôn. Chiếc Sibac luôn. Dạ, chiếc Sibac luôn. Chiều chiều ha, hay là sáng sớm dạo vòng cà phê đi siêu tố đã đời nha. Nó dựng ở ngoài dưới hè chơi đó, ngắm xe là đã rồi anh em. Sáng vô quán cà phê đá chống xuống cái tóc cái vô kêu ly cà phê đã rồi. 24 ngàn cây. Cà phê chìa khóa riêng luôn hay có thay không anh? Con không biết nữa. Như chìa khóa này nó hai chìa luôn á. Dạ. Hai chìa riêng của nó luôn. Biển số nó là L1 chẳng bằng hả ta? 46 đầu, 43 đầu, đời 26 luôn, con số đó luôn á. Chẳng bằng luôn anh chị. Ừ. Tây Ninh luôn nha. 70 L1 chẳng bằng Tây Ninh. Rồi. Không gì bằng cái. Con này giá giống con kia không anh hay là khác? Có 130. Là nó hơn con kia 5 triệu đúng không? Ừ, 130. Con này thì 130 nha anh em. Con này 130 nha, đã quá trời đã. Rồi, không có gì bằng cãi đâu, ok anh. Vẫn thương lượng được anh ha. Khách hàng mà mình muốn mua mình thương lượng được phải không anh? Thương lượng, có rồi, gì liên hệ số điện thoại á. Rồi ok, anh tắt máy đi. Còn Sirius FI này anh bán nhiêu? Xe đó 11 triệu. 11 ha. Rồi, bên đây Raider luôn. Raider cỡ 36 triệu. Raider 36 biển số Tây Ninh luôn nha. Còn đây Jupiter anh. Jupiter đó 14 năm. Dạ, 14.500 anh chị. Đây mình có chiếc Sonic nè anh. Anh đọc giùm em biển số con này đi. Rồi. 680-40. Dạ, 680-40. Ừ. Bao nhiêu anh? 43 triệu. 43 triệu. Còn Sirius này anh? Sirius nó khoảng 13 năm. Dạ, 13 năm. Quay đợt ít kìa, chưa báo kìa. Đó. Anh chị nào muốn mua về tiết kiệm xăng đi làm cày bừa trong lúc khó khăn như thế này thì mấy con xe này cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Nó 16 năm nha. Dạ, 18. Xe nói chung sạch sẽ đẹp, nó thì tùy bớt đây xíu, chắc chưa để đồ, bán đồ nè. Rồi, 16 năm. Ở đây em để cái con Charlie nãy rồi đó. Charlie không được, Charlie xe nhà. Ồ xe nhà hả anh? Em nhớ lần đầu anh là gần đây nhất là lâu lắm rồi lên quay là cũng là xe nhà đúng không? Tự bán rồi chứ. 20 năm rồi cái xe đó. Dạ. Yeah. Của bà già cho. Này kiểu là kỷ niệm rồi, không bán được. Còn Liberty anh? Liberty 3 mấy triệu anh. Dạ. 27 thì ABS. Cả tầm 3 mấy vậy anh? 35 triệu. 35 nha, ABS này em quay lại cho anh chị thấy cái dòng bắt đọc ABS này ha. 35 triệu ha. Rồi, Charlie nhìn đã quá nhưng mà không có bán nha.
này nó vui với nhau là của hồi môn á. Là dạ dạ mới cho. Dạ rồi ok, thì coi như mấy cái xe bên cửa hàng anh em mình lên trên đi, mấy cái xe bên cửa hàng anh Vạn Phúc thì mình cũng có quay lướt qua anh em tham khảo, chủ yếu là mấy chiếc E10 với Thái. Anh chị anh em nào quan tâm thì liên hệ với anh nha, số em cũng để trên màn hình á. Anh nhắc qua giùm em số điện thoại với địa chỉ mình cái đi anh. Giờ nói này, nói trong nhà phải không? Thì anh có thể làm sao mà khách mình đến với địa chỉ nào mà anh dẫn vô cũng được. Chạy tới cửa hàng ở ngoài đầu đường đi, có gì anh dắt vô. Dạ. Gần dòng xe Gò Dầu. Dạ. Chạy tới đó điện thoại ra trước cũng được luôn. Dạ. Tại vì ngoài đó mình cũng có cửa hàng xe mình mà. Còn đây là trong nhà. Đó, thì anh em mà quan tâm mà bây giờ mình chia sẻ anh về cho anh em dễ biết luôn. Anh em có tỉnh khác cứ search Google Map là chợ Gò Dầu tỉnh Tây Ninh và dòng xe Gò Dầu tỉnh Tây Ninh. Thì cứ lên nghe đó alo anh ra anh đón, nó tầm có 100m, 150m à, gần lắm anh em ha. Anh cho em xin số điện thoại để mọi người biết luôn đi. Số điện thoại của cửa hàng Vạn Phúc là 0933 620 123. Dạ, rồi ok anh. Rồi cảm ơn các bạn chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi nha. Anh em mình xin chào. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha.